Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bộ trưởng Quốc phòng Iran tướng Aziz Nasirzadeh khẳng định việc Mỹ triển khai tổ hợp phòng thủ tên lửa Thaad đến Israel chỉ là đòn tâm lý và hoàn toàn không thể tạo ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào trên thực địa trong khi đó bộ trưởng ngoại giao iran abbas arachi cảnh báo washington đang đặt tính mạng công dân vào chỗ nguy hiểm đề cập khả năng kíp vận hành tha át nằm trong khu vực bị tấn công được biết tổng thống biden và thủ tướng netanyahu từng nhiều lần xảy ra bất đồng xoay quanh các kế hoạch quân sự tại trung đông nhưng quyết định đưa tổ hợp tha át đến israel trước khi diễn ra đòn trả đũa nhằm vào iran dường như cho thấy ông chủ nhà trắng vẫn tin tưởng các cam kết của tel aviv về tránh gia tăng căng thẳng với tehran dù vậy, một số chuyên gia cho rằng đây có thể là con dao hai lưỡi cho phép Israel hành động quyết liệt hơn. Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp chính phủ Iran ở thủ đô Tehran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran tướng Aziz Nasirzadeh nhấn mạnh tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thá át của Mỹ vừa được triển khai đến Israel, không có gì là mới mẻ và trước đây đã từng được triển khai. Bộ trưởng Quốc phòng Iran đồng thời khẳng định những đe dọa tấn công trả đũa mà giới chức Israel đưa ra thời gian qua cũng không đáng lưu tâm. Trước đó vào tối hôm 1 tháng 10, Iran phóng hàng trăm quả tên lửa đạn đạo tấn công hàng loạt cơ sở quân sự tại Israel. Cuộc tập kích nhằm đáp trả các vụ ám sát của Israel nhằm vào thủ lĩnh cấp cao của các phong trào Hamas, Hezbollah cũng như chính các tướng lĩnh cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC giới chức Israel nhiều lần khẳng định sẽ tiến hành đòn tấn công trả đũa khốc liệt và khiến Iran phải hối hận vì cuộc tập kích chống Israel. Đáp lại, giới chức Iran cũng cảnh báo sẽ tiếp tục giáng thêm những đòn chí mạng chống Israel nếu quốc gia Hồi giáo tiếp tục bị tấn công. Đơn cử, trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định Tehran đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran ông Arachi nhấn mạnh Iran đang dốc toàn lực bảo vệ an ninh và hòa bình tại khu vực nhưng cũng đồng thời hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc tấn công trả đũa quyết định và khiến đối phương phải hối tiếc nếu bị Israel tấn công. Ngày 16 tháng 10, Israel thông báo tổng cộng 50 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã vào giải Gaza, động thái diễn ra sau khi Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Tel Aviv cảnh báo sẽ dừng viện trợ quân sự nếu Israel không tăng cường đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Cơ quan điều phối hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine, Kogat cho biết hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển từ Jordani qua cầu Allenby và vào Gaza qua cửa khẩu Western Eres, một lối đi giữa Israel và miền Bắc Gaza đã được mở vào tháng 5 để phục vụ công tác này. Các xe hàng viện trợ nêu trên chở thực phẩm, nước, vật tư y tế và thiết bị trú ẩn. Cô cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Tuy nhiên, cách đây ít hôm, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF James Elder cho biết khả năng tiếp cận viện trợ đang ngày càng tồi tệ, mặc dù nhu cầu tăng lượng viện trợ vào Gaza trở nên cấp thiết. Tháng 8 là tháng ghi nhận lượng viện trợ nhân đạo đến giải Gaza thấp nhất so với bất kỳ tháng nào kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra tháng 10 năm 2023. Thậm chí có một số ngày không có xe tải thương mại nào được phép vào vùng đất bị chiếm đóng này của người Palestine. Theo ông Elder, đầu năm nay, cộng đồng quốc tế thúc đẩy mở các tuyến vận chuyển cũng như điểm tiếp cận mới. Giữa lúc Liên hợp quốc cảnh báo có thể tuyên bố nạn đói tại Gaza, tuy nhiên xu hướng này hiện bị đảo ngược. Kể từ tháng năm vừa qua, nhiều cửa khẩu đã bị chặn. Ông Elder nhấn mạnh, Gaza hiện là vùng đất về cơ bản không thể tồn tại do thiếu hàng viện trợ cùng với các cuộc không kích liên tiếp và khoảng 85% lãnh thổ bị áp đặt lệnh sơ tán. Liên quan đến vấn đề trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi thư cho chính quyền Israel, trong đó yêu cầu Tel Aviv triển khai các biện pháp khẩn cấp để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza nhằm tránh khỏi hành động pháp lý liên quan đến viện trợ quân sự của Mỹ. Trang Axios cho biết trong bức thư đề ngày 13 tháng 10, Hai vị bộ trưởng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chính phủ Mỹ trước tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza và kêu gọi Israel triển khai những hành động khẩn cấp và bền vững trong tháng này để cải thiện tình hình. Kể từ ngày mùng 1 tháng 10, Israel tiến hành hàng loạt chiến dịch trên bộ nhằm chống lại lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban. Tờ Hurriyet đưa tin, Israel đang làm mọi cách để chuyển hỏa lực từ Liban sang Syria. Họ đang tấn công Tatus, Hama Homs, Aleppo, Dara và thậm chí cả thủ đô Damascus. Họ di chuyển xe tăng của mình vào lãnh thổ Syria. Theo nguồn tin, Israel muốn kiểm soát vùng lãnh thổ kéo dài tới sông Litani và tạo ra vùng đệm ở cả Liban và bên trong Syria. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có hơn 20 vụ tấn công vào cơ sở y tế ở Liban kể từ ngày 17 tháng 9 đến nay, khiến 72 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương. WHO tuyên bố Kể từ khi xung đột giữa Israel và Liban leo thang vào ngày 17 tháng 9, có 23 vụ tấn công vào cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Liban khiến 72 nhân viên y tế và bệnh nhân tử vong, 43 người khác bị thương. Được biết, có 100 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu và các trạm xá ở khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang phải đóng cửa. WHO lưu ý, nguồn cung tại cơ sở y tế của Liban đã cạn kiệt và nhân viên y tế cũng kiệt sức. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Anthony Blinken gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan và Bộ trưởng Bộ chiến lược Rom Demer cảnh báo cắt nguồn cung viện trợ cho Gaza và cho Israel 30 ngày để thực hiện biện pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình. Ông Blinken và ông Austin viết, việc không chứng minh được cam kết bền vững về thực hiện và duy trì biện pháp này có thể ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ theo bản ghi nhớ NSM-20 và luật pháp Mỹ có liên quan. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, bức thư được đưa ra do tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi. Điều này khiến chúng tôi lo ngại. Mỹ cung cấp cho Israel gần 18 tỷ đô la Mỹ vũ khí, đạn dược và nhiều hỗ trợ khác kể từ khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Các quan chức thông tin thêm, khoản viện trợ đó có điều kiện là phải tuân thủ luật pháp và luật nhân đạo quốc tế máy bay không người lái drone đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ban đầu, Nga có rất ít máy bay không người lái, trong khi Ukraine chiếm ưu thế. Hiện nay ưu thế đó đã bị xóa bỏ. Hàng chục mẫu máy bay không người lái đã được sử dụng trên chiến trường, phần lớn được sản xuất tại Nga. Đầu tiên là máy bay không người lái cảm tử Shahed, được thiết kế tại Iran năm 2020 và do công ty công nghiệp hàng không Iran sản xuất. Chúng đã được sử dụng trong các chiến dịch của Iran ở Trung Đông và cũng có trong trang bị của lực lượng Houthi ở Yemen. Loại máy bay này dài khoảng 3 mét, sải cánh gần 2 mét và có khả năng bay từ 200 đến 2.000 km, mang đầu đạn nặng từ 40 đến 50 kg, giá thành khoảng 2 triệu rup, tức là khoảng hơn 20.000 đô la Mỹ. Khi bắt đầu cuộc chiến do thiếu máy bay không người lái tấn công và tên lửa hành trình, Nga đã thỏa thuận với Iran về việc cung cấp các máy bay Shahed Năm 2023, Nga bắt đầu sản xuất phiên bản Shahed của mình theo nhượng quyền của Iran sau khi mua tài liệu thiết kế và linh kiện của nước này. Cơ sở sản xuất được đặt tại vùng kinh tế đặc biệt Alabuga ở Cộng hòa Tatarstan và sinh viên được huy động để lắp ráp máy bay. Phiên bản Shahed của Nga được đặt tên là Geran 2. Thứ hai là UAV Lancet. Đây là một trong ít loại vũ khí có nguồn gốc liên xô và Nga nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên gia quân sự phương Tây. UAV Lancet liên tục được Nga cải tiến, trở thành một trong những vũ khí đáng sợ nhất với quân đội Ukraine khi chưa tìm ra biện pháp khắc chế. Lancet hoạt động cùng cặp với một máy bay không người lái trinh sát. Nó tìm mục tiêu và hướng dẫn máy bay không người lái cảm tử tới mục tiêu. Có hai phiên bản của Lancet. Phiên bản chuẩn có chiều dài 1,65 m Nó có khả năng bay tới 70 km và mang đầu đạn nặng từ 1 đến 3 kg. Giá của Lancet là khoảng 3 triệu rup tức là khoảng gần 40.000 đô la Mỹ. Thứ ba là UAV FPV. Cuộc chiến tranh ở Ukraine là cơ hội ngàn vàng của máy bay không người lái cảm tử và một trong những biến thể của nó, máy bay không người lái FPV, trở thành một trong những phát hiện của cuộc chiến này. FPV là viết tắt cụm từ First Person View, người vận hành máy bay không người lái bằng bảng điều khiển và kính, cho phép quan sát khu vực xung quanh máy bay và dẫn nó đến mục tiêu, giống như trong các trò chơi điện tử thông qua hình ảnh từ camera gắn trên máy bay người điều khiển có thể hướng dẫn chính xác máy bay không người lái tới mục tiêu của đối phương thậm chí có thể đưa nó vào tận chiến hào hầm trú ẩn kể cả vào cửa xe bọc thép ý tưởng giảm thiểu chi phí đã được đẩy đến mức tối đa chi phí của thiết bị này rất thấp thực tế nó là một quả mìn bay đồng thời độ linh hoạt cao của loại máy bay không người lái này khiến hệ thống phòng không gần như không thể đánh bại còn việc sử dụng kênh liên lạc analog gây khó khăn cho việc chế áp điện tử Ngoài ra, bao gồm cả các loại máy bay không người lái trinh sát như Oklan 10 là một trong những máy bay không người lái chủ chốt của Nga và những chiếc máy bay không người lái dân dụng nổi tiếng nhất trước chiến tranh là DJI và Autel của Trung Quốc. Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của chính quyền Kiev đã mất không phải hai chiếc như báo cáo trước đó mà là 3 trong số 14 xe tăng Challenger 2 do anh cung cấp. Hơn nữa giống như phương tiện chiến đấu thứ hai cỗ chiến xa thứ ba đã bị phá hủy trong cuộc tấn công vào khu vực biên giới Quốc. Cuộc chạm trán với đạn chống tăng Nga khiến đạn trong xe tăng phát nổ, tháp pháo nặng hàng chục tấn bay xa nhiều mét. Trong một phóng sự của mình, truyền hình Anh đã trình đăng tải cách vận hành những phương tiện chiến đấu hạng nặng như vậy trong đội hình của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhiều người đã cảm thấy ngạc nhiên khi quan sát câu chuyện này bởi họ nhận thấy đạn của pháo 120mm hoàn toàn bị lộ khoang chiến đấu và trong trường hợp bị xuyên thủng vỏ giáp, cỗ chiến xa sẽ bị phá hủy một cách dễ dàng. Trong thời gian dài tham gia tác chiến với các binh sĩ của Lữ đoàn Dù 82, Challenger 2 đến từ Anh chỉ tham gia các hoạt động chiến đấu thực tế một vài lần và hầu như luôn kết thúc bằng tổn thất. Hiện tại, Ukraine muốn nhận thêm một số xe tăng Challenger 2 để bù đắp tổn thất, nhưng người Anh từ chối vì họ có ý định sử dụng khung gầm của những chiến xa còn lại để tạo ra Challenger 3. Ngoài ra, một số xe còn là nguồn cung cấp phụ tùng. Được biết, Anh viện trợ tổng cộng 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, tất cả được biên chế cho lữ đoàn tấn công đường không số 82 từ tháng 3 năm 2023. Xe tăng Challenger 2 đầu tiên của Ukraine bị bắn cháy gần làng chiến lược Rabotino ở tỉnh Zaporizhia hồi tháng 9 năm 2023. Đánh dấu lần đầu, mẫu xe tăng này bị đối phương phá hủy hoàn toàn kể từ khi được Anh đưa vào biên chế. Quân đội Ukraine sau đó rút xe tăng Challenger 2 về tuyến sau và sử dụng nó như ổ hỏa lực di động, tránh đụng độ trực tiếp với tên lửa dẫn đường và drone tự sát của Nga. Các binh sĩ Ukraine hồi tháng 3 tiết lộ rằng chỉ 7 chiếc Challenger 2 còn khả năng chiến đấu. Trong 6 xe còn lại, một chiếc dành để huấn luyện ở hậu phương, 5 xe hư hỏng nhưng chưa có phụ tùng thay thế. Hai xe bị hư hại trong chiến đấu nhưng đã được sửa chữa, trong đó một chiếc phải thay nòng pháo. Truyền thông Anh hồi tháng 8 cho biết Ukraine đã triển khai xe tăng Challenger 2 cho chiến dịch tại tỉnh Quốc của Nga. Bộ Quốc phòng Nga khi đó cũng công bố video UAV cảm tử lao xuống xe tăng nghi là Challenger 2 đang di chuyển ở Quốc, gây ra vụ nổ dữ dội và phá hủy hoàn toàn mục tiêu.